Xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đã đến với video clip của mình. Mình về Việt Nam chơi cũng được khoảng độ hơn 3 tuần nay rồi, khoảng độ vài ngày nữa ấy, là mình cũng quay trở lại Nhật để làm việc. Ngày hôm nay ấy, mình với mẹ mình đang chuẩn bị đi mua sắm chút đồ đạc ấy để mình sắp xếp vali hành lý ấy để mình quay trở lại Nhật nhá. Về Việt Nam chơi được gần 1 tháng cứ nghe lâu ấy, nhưng mà nhòm cái là đã chuẩn bị hết hành trình là hơn 20 ngày rồi. Bây giờ mình với mẹ mình đi chợ mua chút đồ đạc nhá. Đồ đạc thì mình cũng chỉ mua ít mì tôm gia vị xem thôi nhá. Còn quần áo thì mình không mang sang, quần áo bên đây quá rồi. Dẫn mọi người đi chợ cùng hai mẹ con nhé. Và sau một hồi di chuyển này, thì hiện tại thì hai mẹ con đang có mặt tại thị tứ Ít Kiêu, Gia Lập, Hải Dương nhá. Mẹ mình đang vào bên trong ấy là lấy ấy, cho bố mình cái quần. Là hôm vừa rồi bố mẹ mình đi cắt quần áo bên đây nhá. Mình ngày mai sáng đây ấy, là vừa đi mua chút mì tôm, gia vị, ít đồ, bánh kẹo để chuẩn bị mang sang Nhật ấy. Và mình cũng sang bên đây để tiêm luôn nhá. Mình thì đợt năm ngoái là mình bị dị ứng phân hoa. Sau khi bị dị ứng phân hoa hết rồi ấy thì mình bị viêm mũi dị ứng ấy, là bị khoảng độ 1 năm rưỡi nay rồi. Thì ở bên ngoại mình ấy cũng có anh bị viêm mũi dị ứng ấy, cũng đi tiêm là khỏi rồi. Nên là mình cũng tính mình đi tiêm luôn nhá. Hai mẹ con mình ấy thì hiện tại là đang rẽ vào một cái quán tạp hóa nhá. Mẹ mình vào mua chút mì đây. Mẹ mình thì hay mua cái dạng mì này. Đấy, mì theo cân này nhá. Đấy, xung quanh đây thì có rất nhiều các cái quán ven đường đây. Người ta bán các loại hoa quả nhá. Xoài, cam, quýt, vải. Vải đâu mà vải đâu mùa nhá. Về Việt Nam mình ra ngoài đường, ra ngoài chợ ấy là mua đồ gì cũng có nhá. Ở bên Nhật thì tất nhiên là sẽ không bằng Việt Nam mình được. Bên Nhật được cái là sạch sẽ, nhưng về độ đa dạng đồ ăn ấy thì sẽ không thể bằng Việt Nam mình được. Mình không biết là có ai đang ở bên Ít Kiêu, Gia Lộc, Hải Dương đang xem video của mình hay không. Mình đang quay đây là đèn quát nhá. Đây là một cái khu di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, nơi thờ danh tướng Ít Kiêu nhá. Cũng khá lâu rồi mình mới quay lại đây. Khi mà nhắc tới Ít Kiêu ấy thì có thể là rất nhiều người đang xem video đây mọi người sẽ biết đến nhá, học trong lịch sử rồi. Ít Kiêu là một cái vị mà có thể lặn rất nhiều giờ ở dưới nước ấy, thì đây chính là cái nơi sinh ra của vị Ít Kiêu đây. Mình sẽ rẽ vào cái cửa hàng tạp hóa này mua chút gia vị, chút mì tôm cho ngay luôn. Nói chung là đồ đạc thì cũng bán rất là nhiều nhá. Mình đang vào trong cửa hàng tạp hóa, mình mua ít mì tôm đây. Mì tôm thì thực ra là cũng có rất nhiều loại ấy, mình mua mỗi loại 10 gói đây. 10 gói hảo hảo này, 10 gói hương vị hải sản này, thêm 10 gói kokumi. Cung đình này có cung đình làm 10 gói luôn. Cho cháu mua cái 10 gói bộ. Ừ, cháu với nhà có phải cái này em nghĩ đúng không? 10 gói này. 4 3 6 10, đấy 10 đấy. Đấy. 5 gói hảo, mẹ lấy thêm 5 gói nữa. Thêm 3 gói là đủ. 5 gói phở gà. Phở gà 5 gói. 5 gói kokumi nữa. Bởi vì là cân nặng cái vali của mình cũng có giới hạn đấy, nên là mình cũng chỉ mang tương đối thôi. 40 gói này, thêm đôi chai nước mắm Nam Ngư, thêm 2 chai chinsu nữa. Đấy, thêm tầm cân mì chính nữa là ok nhá. Tương ớt thì chắc mang thêm 1-2 chai thôi. Mình làm thêm 5 gói bột canh nữa. Bột canh Hải Châu đây ấy, thì vừa bột canh vừa mì chính luôn. Mình cho cái này ấy là mình không cần mì chính nhá. Còn mua cái dạng này ấy thì mình vẫn phải mì chính. Không, cái đấy nhà mình xào không mì chính. Đấy, ăn cái này thì ngon hơn này. Mua thêm mấy ít đồ mà bên Nhật không có đây. Kẹo dồi lạc này, rồi kẹo lạc này. Đấy. Mình đi lựa chọn ít đồ, gọi trong sang bên Nhật làm quà nhá. Mua thêm mấy gói kẹo dồi lạc nhá. Làm 2 gói này. 2 gói thêm 2 gói kẹo lạc nữa. Còn thêm 2 gói này nữa. Làm thêm 4 hộp bánh nước xanh nữa. Căn bản ở nhà mình vẫn chưa sắp xếp cân nhá. Thì hiện tại thì mình cứ mua 8 chiếc đồ đã. Xong tối về mình cân xong ấy, thừa thiếu thế nào mình tính tiếp nhá. Đây, đồ đạc thì mình cũng vừa mua xong nhá. Đóng nguyên thùng mang về đây. Về chợ quê là rau, dưa, củ quả không thiếu gì cả. Toàn đồ ngon nhá.
mình vừa mua chút đồ đạc xong ấy, bây giờ mình đang đi sang cái tiệm để tiêm đây, sang quán thuốc để tiêm nhé, tiêm mũi xem là liệu có khỏi được cái viêm mũi dị ứng hay không. Mình cũng vừa đi tiêm xong nhá, cũng hy vọng là sau cái mũi tiêm này mình cũng khỏi hoặc là đỡ được cái viêm mũi dị ứng nhá. Cứ trời lạnh hoặc là khoảng độ 3-4 ngày là mình sẽ hắt hơi sổ mũi, là mình lại phải uống thuốc nhá. Mình muốn tiêm mũi để không phải uống thuốc nữa, bởi vì là cũng có khá nhiều người bị ấy, là mọi người tiêm xong là mọi người cũng khỏi rồi. Mẹ mình đang đi sang cửa hàng thịt phía đằng trước mua chút thịt về làm ruốc nha, làm ruốc để nấu xôi. Về Việt Nam mới thấy được khung cảnh này, chứ bên Nhật là toàn đi mua đồ siêu thị nhá. Đây là những vlog cuối cùng của mình tại Việt Nam. Về Việt Nam mình cũng hơi bận một chút đấy, mình cũng không quay được nhiều, chỉ quay của vài cái, quả chung là hành trình trở về Việt Nam để làm kỷ niệm thôi. Mình đang đi mua thêm ít lòng luộc ra đây, tim gan lòng luộc. Đấy, những cái món quê gọi là dân dã này mà rất là ngon nha. Món này là bên Nhật là người ta không ăn này, không có này. Cũng lâu rồi không ăn mấy cái món á, bánh rán xúc xích về hè Việt Nam nhé. Đồ giá rẻ mà ăn lại rất là ngon. Đấy, hoa quả này, cứ đi ven đường, quanh chợ là có đây. Đủ trở lại luôn. Đồ đạc thì cũng mua xong hết rồi, bây giờ hai mẹ con mình về đây. Hiện tại bây giờ đang là 7 giờ tối rồi, nhà mình cũng đang chuẩn bị ăn cơm bữa tối nhá. Mình đang đi ra ngoài mình mua ít vịt quay. Ô, thua. Đây vịt quay tối nhá, và chúng đây con cuối cùng trong ngày đây. Mình thì ở nhà có bố mẹ cháu thôi, mình ấy, có 3 người, 4 người thế là ăn nửa con đủ. Hết rồi em ơi. Mai chị nhá. Đây là lửa con vịt về ăn bữa tối nha. Không biết rồi hả? Hôm nay đi mua vịt này gặp người làng bán nhá. Lửa con vịt là giá 100.000. Đây tối trên chợ mình vẫn đang bán hàng đây. Các cô các thím. Đây là bữa cơm tối nhà mình đây. Cơm tối nay nhà mình đây, chiều mẹ đi mua ít tiết, đây là ít lòng nha, vừa mình mua thêm đây là lửa con vịt quay. Đây là nước chấm nha. Đây, vịt quay nha, vịt quay bóng nắng luôn. Đây nước chấm mình nha, nước chấm vịt quay. Đấy, lửa con được nhiều. Thơm không? Thơm. Nước luôn. Mời tất cả mọi người ăn bữa tối cùng gia đình mình nhá. Bố mình mỗi người uống lon bia đấy, vịt quay uống bia ngon, chỉ vào cái đùi vịt quay là vịt quay bóng loáng luôn. Chị bạn thơm không? Đây. Bữa cơm hàng ngày của gia đình mình ấy, thì khi bố mình đi làm xa ấy, thì hàng ngày chỉ có mẹ mình và cháu mình ăn cơm thôi. Khi bố mình đi làm về ấy, thì có cho là có bố với mẹ có cháu ăn cơm. Lần này có mình về chơi ấy, thì bố mẹ mình với cháu ngồi ăn cơm. Thi thoảng thì có anh rể chị gái cuối tuần cho các cháu sang chơi ấy, thì là cả gia đình ăn cơm cùng. Mình về Việt Nam chơi đấy thì bữa cơm hàng ngày của gia đình mình ấy cũng rất đơn giản thôi. Cơm canh thịt cá. Những bữa ăn thì tuy đơn giản nhưng mà được ngồi quây quần với gia đình ấy nên là cảm giác bữa ăn nó ngon hẳn lên. Gặp mạnh này em làm thì anh đi vui rồi. Đấy, vịt quay. Vừa cơm nước xong ấy, mình cũng đang bỏ chút đồ lúc chiều mua đây, xếp vào ba lô nhí nhá. Cân nặng của mình đi đợt này thì cũng giống đợt về thôi. Tổng cộng là 20 cân ký gửi và 7 cân xách tay. Nên là mình sẽ cân đủ số lượng nhá.
đồ mình mua đây ấy, cũng có khoảng độ vài người gửi tặng khoảng độ vài cân nữa thì mình tính sao cho hợp lý, vừa đủ số cân là mang ra sân bay để không phải mang về nhé. Và đây là tổng tất cả số đồ chiều nay mình mua, mình quay cho mọi người xem nhé. Mang 2 cân mì chính này, 2 chai nước mắm Nam Ngư, đây là 2 chai chinsu tỏi ớt, 2 chai chinsu tương ớt, thêm được 2 gói kẹo nạc này, 2 gói dồi này, 2 gói sô-cô-la, 4 hộp bánh đậu sang làm quà này, đây là bột canh mình mang sang ăn nhé. Đây là gọi là tận dụng cái số cân mình còn thừa, mình không mang gì đi ấy, thì mình mang hết đồ ăn đi, bởi vì là sang vào đấy ấy, đồ ăn nó cũng đắt mà. Thêm 10 gói hảo hảo này, 5 gói phở gà, 10 gói omachi, đây là 5 kokumi nhá. Đây là mì siêu cay. Tổng tất cả các gia vị mì tôm bánh kẹo mình cân đây là được khoảng độ hơn chục cân. Và cái vali mình đang mang đây độc vali không là 4 cân rồi. Tổng tất cả những cái gia vị mì tôm bánh kẹo mình vừa cân lên ấy, tổng cộng là 12 cân. Cộng thêm cái vali mình đang mang đây độc vali không là 4 cân rồi. Thì tổng cộng là 16 cân. Mà mình mang hành lý ký gửi được tổng cộng là 20 cân. Mình sẽ mang tầm cỡ khoảng độ 19 cân đến 19 cân rưỡi thôi. Có nghĩa là bây giờ mình còn dư tầm cỡ khoảng độ 3 cân, 3 cân rưỡi. Thì mình tính thế nào cho hợp lý để mình đút vừa đủ nhá. Hành lý xách tay mình được tổng cộng là 7 cân ấy. 7 cân thì mình sẽ xách vào ba lô này. Hôm rồi ấy là ở quê mình, ở làng mình, ở xã mình là có 3 người gửi đây. 3 người gửi 3 bọc đồ. Là 3 bọc đồ này cũng rơi tầm cỡ khoảng độ 3 cân mấy, gần 4 cân rồi. Đấy thì mình cũng không dám nhận nhiều, bởi vì là tổng cộng có 27 cân thôi. Nhận 3 món đồ này, xong là mình mang thêm ít quần áo của mình đi nữa là đủ cân nhá. Bây giờ thì mình đang chuẩn bị đi sắp xếp vali hành lý đây. Thì mình xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video clip này. Nếu mọi người thấy quý vị thích ấy, thì đừng quên để lại cho mình lượt like video, cũng như là một lượt đăng ký kênh YouTube Đức Thư Vlog của mình nhá. Cảm ơn tất cả mọi người.